Khách quan, đây là tô mì mà ông kêu. Hôm nay nhà bếp của quán trọ bị hỏa hoạn, cho nên tôi đã đến quán của ông Dương mua cho ông đó. Làm phiền tiểu nhị ca rồi. Chẳng phải khách quan sẽ trọ lại quán chúng tôi một thời gian sao? Sau này cứ gọi tôi là Đậu Tử được rồi. Đậu Tử. Được. Đây, đây là tiền mì. Khách quan, một tô mì Dương Xuân một quan tiền đủ rồi. Chỗ này sáng sớm mai phiền cậu mua giùm tôi miếng vải và chuẩn bị một cây tre làm thành bàn hiệu vải. Số còn lại thưởng cho cậu luôn. Đa tạ khách quan. Khách quan làm bán hiệu vải để... Tôi là đại phu, nếu không đi khám bệnh cho người ta để kiếm chút ngân lượng, lấy gì để sống chứ? Làm ơn giúp giùm tôi đi. Khách quan hay nói đùa quá. Vẫn chưa thọ giáo khách quan nên xưng hô thế nào? Tên họ Công Tôn. Thì ra là Công Tôn tiên sinh. Công Tôn tiên sinh, ngoài tô mì ra ông còn muốn ăn thêm gì không? Tôi mua thêm cho ông. Không cần đâu, một tô mì là đủ rồi. Tôi muốn thanh đạm một chút. Được, vậy tôi không quấy rầy ngài ăn uống nữa. Ăn xong cứ để tô ở đây, ngày mai tôi đến dọn. Đa tạ cậu, Đậu Tử. Tiểu nhân không dám. Mọi chuyện đã quay về như ngày xưa. Tình cảnh lúc xa cơ thất thế, cứ yên tâm sống như vậy thôi. Cô nương, xem như tôi xin cô dậy được chưa? Hãy giúp tôi đi. Cô nương à, cô đừng ngồi ngay trước quán trọ của tôi nữa. Cô có thể đến chỗ khác không? Tiểu nhị ca, cha tôi bị bệnh nặng không có tiền chạy thuốc. Ở đây đông người, không chừng tìm được người tốt bụng chịu ra tay giúp đỡ tôi. Tôi van xin huynh, cho tôi ngồi ở đây đi. Không được đâu, cô ngồi ngay trước quán trọ của chúng tôi làm sao làm ăn đây? Giả lại, nếu cô không đi chỗ khác, trưởng quầy sẽ la tôi mất. Cô làm ơn đi chỗ khác đi mà. Tiểu nhị ca, tôi van xin huynh, cho tôi ngồi đây đi. Tôi van xin huynh, tôi van xin huynh mà. Không được, không được. Nếu cô còn ngồi ở đây, tôi sẽ bị đuổi mất. Tôi van xin huynh mà. Tiểu ca, huynh đừng nhẫn tâm như vậy, cho người ta ngồi một chút đi mà. Tôi... Đúng vậy, tội nghiệp người ta lắm. Đúng vậy, đúng vậy, ở hiền gặp lành. Xem như cậu làm phước, cho người ta ngồi đi. Đúng rồi, đúng rồi. Giúp người ta đi mà. Được, 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 được. Phải, các vị nói điều không sai. Làm người phải có lòng thương người. Và họ cũng đáng thương hại lắm. Tôi có thể không đuổi họ đi. Nhưng mà trong các người ở đây, có ai đưa ngân lượng cho họ trị bệnh không? Có không? Đưa đây. Không có, không có, tôi không có. Có không? Cô thấy rồi đó, ở chỗ đông người cũng như không. Ai chịu cho tiền cô chứ? Cha, sao mạng của cha khổ quá vậy? Thôi đi cô nương, cô đừng khóc nữa. Cô đi chỗ khác giùm tôi đi. Tránh ra, tránh ra. Đậu Tử, chuyện này là sao vậy? Không sao, không sao. Có một cô gái xin người ta bố thí để trị bệnh cho cha của mình. Trong thời buổi hiện nay, làm gì có người tốt bụng thật sự. Công Tôn tiên sinh, họ không có tiền đâu. Không có tiền cũng phải trị cho người ta chứ. Đậu Tử, cậu đỡ mấy vào phòng của tôi đi. Nhưng mà... Sao vậy? Cậu sợ tôi không có tiền trả tiền phòng sao? Không, không, không. Tôi lập tức nhờ người giúp đỡ. Hương thân phụ lão, các vị hãy qua giúp một tay đi. Được rồi, được rồi. Làm phiền cậu giúp tôi đến tìm thuốc hút về cho tôi. Tờ ngân phiếu này chắc đủ trả tiền thuốc chứ. Công Tôn tiên sinh, ông thật là tốt bụng, y như Bồ Tát sống vậy. Tôi không cao cả như cậu nói đâu, chẳng qua sẵn tay giúp người thôi. Bệnh nhân cần yên tĩnh, hạn chế làm phiền ông ấy. Được, tôi sẽ để ý, không để khách khác làm phiền ông ấy. Cha, cha thấy đỡ hơn chưa? Công Tôn tiên sinh, ông ấy ngủ giường của ông, có cần tôi lấy phòng khác cho ông không? Không cần đâu, đêm nay tôi phải ở lại coi chừng ông ấy. Được, được, tôi xin phép. Đa tạ ân nhân đã cứu mạng cha tôi.
Cô làm gì vậy? Mau đứng lên. Mau đứng lên. Tiểu nữ không gì đền đáp. Cầu xin tiên sinh hãy uống ly trà này. Cô... Được, tôi sẽ uống ly trà này. Nhưng sau này không được làm như vậy nữa. Hai vị đại ca, bao đại nhân không ở trong thư phòng sao? Đại nhân đã về phòng ngủ rồi. Cô tìm đại nhân có chuyện gì? Tôi chỉ muốn hỏi chuyện của công tôn tiên sinh thôi. Tôi khuyên cô không nên hỏi đại nhân thì hơn. Tại sao vậy? Theo kinh nghiệm của chúng tôi theo hầu đại nhân cho thấy, có những chuyện không hỏi đại nhân thì hơn. Chuyện này chính là một thí dụ. Nhưng tôi không hỏi, làm sao tôi biết tìm được công tôn tiên sinh chưa? Châu Nha gần phủ Khai Phong nhất đã có hồi âm lại rồi, vẫn chưa phát hiện hành tung của công tôn tiên sinh. Những huyện thành xa hơn và vắng người hơn, đến nay vẫn chưa có hồi âm, còn phải chờ thêm một thời gian. Một khi có tin tức của công tôn tiên sinh, chúng tôi sẽ lập tức biết ngay, không cần câu hỏi đại nhân. Công tôn tiên sinh, công tôn tiên sinh, tôi đã hút thuốc gì rồi? Công tôn tiên sinh. Ông tỉnh rồi. Đây là đâu vậy? Ông đang ở quán trọ Diễn Bằng. Công tôn tiên sinh tốt bụng đó và con gái của ông đâu rồi? Tôi đâu có con gái. Vậy vị cô nương hôm qua là vị cô nương nào? Tôi bị hôn mê mấy ngày nay mới tỉnh dậy thôi. Kẹo hồ lô đây, công tôn tiên sinh. Nè, sao ông lại nằm ngay trước cửa tiệm chúng tôi vậy? Nếu không phải thiết đáng tôi gan lì, đã bị ông làm cho tôi thoát tim rồi. Tại sao tôi lại ở đây? Chỗ này là chỗ nào? Cẩn thận. Ông nằm ngoài trời cả đêm nay, ông không chết cống, xem như là mạng của ông lớn rồi. Tiểu huynh đệ, có thể giúp tôi tìm cái gì để ăn không? Hay lắm. Thì ra ông là ăn mày sao? Không đúng. Ăn mày đâu có ăn mặc như ông. Ông làm nghề gì vậy? Tôi... Thôi được, không cần phải nói nữa. Thấy ông lâm vào cảnh như vậy, nhất định là có nỗi khổ rồi. Nhưng tôi nhìn mặt của ông không giống kẻ xấu cho lắm. Tôi... Chắc là ông nhịn đói lâu lắm rồi. Nhưng giờ này chưa có chỗ nào bán thức ăn hết. Hay là để tôi đưa ông vô nhà xem có gì cho ông lót dạ không? Đa tạ tiểu ca. Đi đi. Cẩn thận, từ từ. Cẩn thận, từ từ. Tôi lấy cơm nguội hôm qua nấu miếng cháo loãng, cho ông ăn đỡ đói nha. Như vậy thì tốt quá rồi. Đừng vội, đừng vội. Ăn từ từ thôi. Từ từ. Ông không biết mình từ đâu đến đây, cũng không biết mình làm nghề gì, thậm chí không còn nhớ họ tên của mình nữa. Tôi cũng không biết tại sao. Tôi không thể nhớ lại được. Liệu có phải ông bị một cú sốc lớn không? Có lẽ là vậy.
Nhưng mà tôi không thể nhớ lại được. Không sao đâu, hồi Xuân Đường chúng tôi là tiệm thuốc, cũng là y quán. Hàng ngày Cổ Đại Phu đến khám bệnh cho bệnh nhân. Ông có thể nhờ mấy khám chữa, không chừng có thể trị khỏi cho ông. Ông nghĩ có đúng không? Nhưng mà rất tiếc, y thuật ông ấy không bằng lão chưởng quầy, lại hay uống rượu. Sau khi chưởng quầy qua đời, chỉ còn biết nhờ mấy khám bệnh cho người ta thôi. Lão chưởng quầy của cậu qua đời rồi. Vậy người đang làm chưởng quầy bây giờ là người vợ thứ hai mà lão chưởng quầy từ xứ khác lấy về. Bảy còn trẻ đã ở quá, hàng ngày còn phải lo làm ăn, tội nghiệp cho bảy thật. Thiết đáng, thiết đáng, tôi sẽ đến ngay, đến ngay. Vị này là người xếp thứ hai trong tiệm thuốc này. Hắn là tên khắc khe hay hành hạ người khác? Không được đâu, tôi phải đi ngay, nếu không sẽ bị chửi. Đến ngay, đến ngay. Thiệt đáng. Đinh đại ca, tôi ở trong phòng. Ở trong phòng? Lúc này là lúc nào mà cậu không ra tiệm? Hồi Xuân Đường cho cậu ăn không ngồi rồi, tới tháng lãnh lương sao? Bộ cậu muốn tôi ra coi tiệm sao? Đinh đại gia, tôi vừa mở cửa, sau đó lại đóng cửa. Cậu điên hay sao? Không lâu bán mọi người ăn cái gì? Cậu có tin tôi trừ lương cậu không? Đinh đại gia, tôi không dám lừa biếng đâu. Tại tôi, tiên sinh à. Ông đừng trách thiết đáng, tại cô ấy giúp tôi thôi. Ông là ai vậy? Thiết đáng, ai kêu cậu đưa hắn vào đây? Tôi, tiên sinh, thật sự không thể trách thiết đáng. Do tại hạ bị ngất ngay trước cửa Hồ Xuân Đường. Thiết đáng tốt bụng cứu tôi và nấu cháo cho tôi ăn. Tất cả đều là lỗi của tại hạ, mong tiên sinh tha lỗi cho. Ông xem Xuân Đường của chúng tôi là chỗ nào? Thích đến thì đến, bao ăn bao uống sao? Thiết đáng, đuổi hắn đi đi. Đinh đại gia, ông ấy tội nghiệp lắm, kể cả bản thân mình tên gì cũng không nhớ nữa. Nếu đuổi ông ấy đi, ông ấy có thể đi đâu được? Thiết đáng, cậu dám lớn tiếng với tôi từ khi nào vậy? Cậu biết lo cho mình thì tốt rồi, còn bận tâm cho hắn sao? Tôi cho cậu hay, nếu cậu không tống cổ hắn đi, vậy thì cậu ôm gối mà đi đi. Đinh đại gia, chứng phòng tiên sinh. Tôi đi, tôi đi, tôi sẽ đi ngay. Ông đừng làm khó thiết đáng nữa. Tôi đi ngay, xem như ngươi biết điều đó. Ông tính đi đâu vậy? Tôi cũng không biết. Thiên hạ bao la, chắc sẽ có chỗ cho tôi dung thân. Thiết đáng, cậu là người tốt bụng, đa tạ cậu. Chứng phòng tiên sinh, tại hạ cáo từ. Đi 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 đi, ở đây không ai giữ ông đâu. Khoan đi đã. Là trưởng quầy. Trưởng quầy, đã làm kinh động đến bà rồi sao? Mới sáng sớm, ông đứng đây la lối ông sầm, thật là ồn quá. Bà yên tâm, hắn sẽ đi ngay. Ngươi còn đứng đó làm gì? Không, cho mấy ở lại đây vài ngày đi. Trưởng quầy, thiết đáng nói phải. Nếu một người cả mình cũng không nhớ, kêu người ta có thể đi đâu được? Tôi nghĩ cho mấy ở lại vài ngày rồi tính sao. Trưởng quầy, như vậy không được đâu, không được đâu. Tại sao lại không được? Ở đây tôi làm chủ hay là ông làm chủ đây? Tất nhiên là trưởng quầy làm chủ rồi. Vậy thì đúng. Hồi Xuân Đường chúng ta là y quán tiệm thuốc, nếu cả lòng từ bi như vậy cũng không có, nói chi đến tế thế cứu người. Thiết đáng, trưởng quầy, tôi giao việc này cho cậu. Dạ. Đinh nhân, trưởng quầy, chỗ này do tôi làm chủ, ông đừng giở trò đó nha. Phải phải phải, mọi chuyện do trưởng quầy làm chủ. Trưởng quầy đi thông thả, ông ăn hết cháo chưa? Đinh đại gia, lát nữa tôi mới mở cửa đó. Đi. Ngươi, Ngô trưởng quầy của cậu đúng là lòng dạ Bồ Tát. Nếu là người khác, gặp kẻ không rõ lai lịch như tôi, khẳng định không cho tôi ở lại đây đâu. Ông nói rất đúng. Tuy bãi đến Hội Xuân Đường chúng tôi chưa tới nửa tháng, nhưng tất cả mọi người trong Hội Xuân Đường chúng tôi và bà con hàng xóm hầu như không ai không khen bãi hết. Bãi ở quá chưa tới nửa tháng sao? Đúng vậy. Tuy bãi là vợ sau của lão trưởng quầy chúng tôi,
Nhưng dù sao cũng là chính thức được mai mối lấy về. Nào ngờ lão trưởng quầy rước bà ấy về được 3 ngày đã qua đời rồi. Ông ấy ở hiền nhưng lại sống không thọ. Thiết Đáng, cậu có biết lão trưởng quầy của cậu tại sao lại chết không? Nghe nói là trên đường về nhà đã nhiễm bệnh nan y không rõ nguyên do. Ông ấy bị bệnh không thể trị khỏi được, cổ đại phu cũng không giúp được gì hết, cho nên đã ra đi. Vậy sau khi Ngô trưởng quầy làm chủ, mọi chuyện có thuận lợi không? Lúc đầu thì không ổn, nhất là đến chướng phòng không chịu phục bãi. Nhưng chỉ được vài ngày thôi đã bị bãi thu phục rồi. Nhưng bây giờ bãi cho tôi ở lại, nhất định sẽ dẫn đến sự bất mãn của đinh chướng phòng. Không may. Không sao. Ông đi theo tôi phụ giúp tạp vụ. Ông ấy biết ông đến hồi xuân đường không ăn không ngồi rồi, như vậy làm sao nói được. Như vậy sau này phải làm phiền cậu chiếu cố. Không vấn đề. Thiết Đáng tôi là người có nghĩa khí mà. Tôi vì bạn bè không ngại dầu sôi lửa bỏng. Tuy nhiên chúng ta mới quen biết nhau, nhưng có thể coi như là bạn bè rồi. Tất nhiên. Ông ăn đi, ăn đi. Được. Bây giờ đã giải quyết xong vấn đề ăn ở của ông rồi, nhưng người nhà của ông nhất định lo cho ông lắm. Chắc là đi tìm khắp nơi. Tôi thật sự không nhớ nổi. Không chừng tôi vốn chỉ có một mình, không có người nhà, không có bạn bè. Nước nè. Hết thuốc chữa rồi. Cổ đại phu, ông chưa tỉnh rượu sao? Không sao. Thiết Đáng, pha bình trà cho tôi. Có ngay. Thiết Đáng, cậu đi đâu vậy? Nấu nước pha trà cho cổ đại phu. Cậu bỏ đi, ai sẽ lo chuyện ngoài này? Kêu ông ấy đi. Đinh đại gia, nhìn mặt ông ấy biết ngay là người có học. Kêu ông ấy vô nhóm lửa nấu nước, không hay cho lắm đâu. Có gì không hay? Cho hắn ở hồi xuân đường ăn không ngồi rồi sao? Đinh đại gia, tôi đi. Nhóm lửa nấu nước là công việc đơn giản thôi mà, chắc là tôi làm được. Tôi nghĩ có lẽ tôi từng làm. Thiết Đáng, cậu lo công việc của cậu đi. Cứ mặc kệ tôi sẽ mang nước lên. Đinh đại gia, sao phải làm như vậy? Để tôi nấu là được rồi. Không như nhau. Tôi xem hắn có thể làm cho hồi xuân đường được bao lâu. Chắc ông chưa từng làm việc nặng nhọc bao giờ. Để cho tôi. Không. Không dám làm phiền cô nương. Hay chúng ta làm chung nha. Đa tạ cô nương. Có chuyện gì vậy? Trước kia chúng ta từng gặp nhau sao? Xin lỗi cô, tôi không còn nhớ gì hết. Không sao đâu. Thú thật là nhiều lúc tôi gặp nhiều người thấy họ rất quen, nhưng mà chưa từng gặp mặt. Tôi dám khẳng định một câu, tôi khẳng định chưa từng gặp ông. Tại tôi rất mến mộ người có ăn học. Nếu tôi từng gặp ông, tôi sẽ không quên ông đâu. Cô nương thật là biết nói đùa. Sao cô biết tại hạ là người có ăn học vậy? Qua cách ăn mặc của ông, nói chuyện đi lại, chẳng lẽ ông không cảm thấy mình là người có ăn học sao? Tôi à? Tôi nghĩ chắc tôi là người có ăn học.
Bây giờ trên đầu tôi hiện lên nhiều bài văn chương hay. Tôi tin chắc ông là người có ăn học, có tài năng lắm. Thôi được, ông đừng buồn nữa. Không chừng vài ngày sau ông sẽ nhớ lại mọi chuyện. Hay là nhờ Cổ đại phu khám cho ông nha. Đa tạ ý tốt của cô nương. Tên tôi là Ngân Hạnh. Tôi quên mất rồi, chính tiểu thư kêu tôi đến tìm ông đó. Tiểu thư nhà cô. Tôi đã quên mất. Tiểu thư của tôi là trưởng quầy của Hội Xuân Đường. Tôi thay họ cô ấy về nhà chồng. Nhưng mà nào ngờ. Thôi được, không nhắc chuyện đó nữa. Tiểu thư nhà tôi mời ông đến kìa. Mời. Xin chào trưởng quầy. Tiên sinh miễn lễ, mời ngồi. Không dám. Lúc tại hạ đã bị cùng đường, may mắn được Hồi Xuân Đường thu nhận. Ngay trước mặt trưởng quầy, làm gì có chỗ cho tại hạ ngồi. Không. Ông hoàn toàn không nhớ gì về quá khứ của mình hết. Và chúng tôi cũng không biết ông là ai. Không chừng ông là vị tú tài, cử nhân, thậm chí là quan chức của triều đình. Nếu như sau khi ông hồi phục trí nhớ, phát hiện sự thật chính là vậy, như vậy có khác gì chúng tôi thất lễ. Mời ông ngồi xuống nói chuyện đi. Rõ. Tại hạ cung kính không bằng tuân theo. Lùi xuống. Rõ. Trưởng quầy cho gọi tại hạ tới đây, chẳng hay có chuyện gì dặn dò không? Cho phép tôi hỏi ông vài câu. Có thật là tiên sinh không nhớ gì về tên tuổi của mình sao? Phải. Tôi hoàn toàn không nhớ gì hết. Vì lúc thiết đáng phát hiện tiên sinh, trên người của ông có văn kiện hoặc là vật dụng có thể chứng minh thân phận của ông hay không? Lúc tại hạ tỉnh dậy, ngoài bộ đồ trên người ra không còn gì hết. Nếu đã như vậy, tại sao tiên sinh không tự đặt cho mình cái tên? Một mặt tiện bề xưng hô, mặt khác chúng tôi gặp quan phủ cũng tiện giải thích. Trưởng quầy nói vậy ý là sao? Không nói giấu tiên sinh, trong quan phủ lúc nào cũng có người đến gây phiền phức cho Hồi Xuân Đường chúng tôi hết. Cho nên nếu cho họ biết được tiên sinh không rõ thân phận lai lịch, e rằng sẽ bất lợi cho Hồi Xuân Đường chúng tôi. Trưởng quầy có lòng từ bi thu nhận tại hạ. Nếu như vậy mà mang lại phiền phức cho trưởng quầy, có khác gì lấy oán báo ơn. Cho nên nên để tại hạ đi khỏi Hồi Xuân Đường thì hơn. Không. Ông đã mất hết trí nhớ còn có thể đi đâu được? Ông hãy ở lại đây, sau khi hồi phục rồi tính. Tôi không phải là người sợ rắc rối, chẳng qua cố gắng làm cho tốt cả hai bên thôi. Ông nghĩ như vậy có được không? Tôi tên là Ngô Tuệ Nương. Tiên sinh đóng vai bà con xa bên nhà ngoại tôi, tạm thời theo họ Ngô. Còn chuyện ông tên gì? Ý tốt của trưởng quầy, nếu tại hạ còn từ chối, như vậy tỏ ra không biết điều. Thôi được. Vậy tại hạ tự đặt tên cho mình là Ngô Minh, xem như là ý nghĩa từ khốn cảnh không rõ họ tên vậy. Hay lắm. Ngân Hạnh, tiểu thư, bắt đầu từ bây giờ, Ngô tiên sinh là bà con xa ở bên ngoại của tôi, do tôi cho người về quê mời đến giúp đỡ tôi. Chẳng qua nhiều năm không gặp, cho nên nhất thời không nhận ra thôi. Báo cho mọi người biết, có ai dám nói bậy bạ, bàn ra bàn vô, đừng trách tôi đuổi họ ra khỏi Hồ Xuân Đường. Rõ. Tiên sinh, vì tránh để cho người ta nghi ngờ, phiền ông gọi thẳng tên của tôi. Còn tôi sẽ gọi ông bằng cửu thúc đi vậy. Không, tại hạ tuyệt đối không dám, nhất định phải gọi như vậy. Tôi làm như vậy không phải chỉ vì ông, mà cũng vì bản thân tôi. Vì bản thân cô, trưởng quầy.
Tôi về làm dâu không bao lâu, tiên phu đã qua đời, để lại không ít gia tài. Tiên phu cũng không có bà con gì hết, có được bà con bên ngoài giúp đỡ, ít nhiều cũng khiến người ngoài bớt rình rập hơn. Mong tiên sinh hiểu cho. Nhưng kể cả mình, tại hạ cũng không biết lấy khả năng đâu mà giúp đỡ trưởng quầy. Ít ra tôi biết tiên sinh là người có ăn học. Kiểm tra sổ sách và kiểm tra hàng tồn của thuốc trong kho chắc phải được chứ. Cô nói đúng. Tại hạ đối với mùi vị thuốc bắc trong Hồ Xuân Đường vô cùng quen thuộc. Đối với số thuốc bắc đó, hình như tôi đều biết hết. Không chừng trước kia ông là một vị đại phu. Có lẽ là vậy. Không cần biết trước kia tiên sinh là người như thế nào, chúng ta đều phải kiên trì lập trường của chúng ta. Không may thân phận của tiên sinh bị người ta phanh phui, e rằng kể cả tôi cũng bị ảnh hưởng. Mong tiên sinh hết mình phối hợp với tôi. Tại hạ hiểu rồi. Nhưng mà về tình hình bên nhà ngoại của trưởng quầy, tại hạ hoàn toàn không biết gì hết. Tôi sẽ cố gắng giúp tiên sinh hiểu biết thêm. Thôi được, tại hạ sẽ hết mình phối hợp với cô. Như vậy là sao? Đột nhiên lại xuất hiện một tên cửu thúc, kể cả sổ sách tôi làm cũng phải cho hắn xem. Hồ Xuân Đường này thật sự đã trở thành Ngô gia họ rồi. Vậy cũng đúng thôi. Lão trưởng quầy không có bà con, chỉ còn lại một quá phụ. Dù muốn dù không cũng có mai mối chính thức được cưới về kia mà. Nói bà ấy là người của Ngô gia cũng hợp tình hợp lý thôi, có gì không ổn đâu. Như vậy không được. Tôi và ông làm Hồ Xuân Đường hơn nửa đời người rồi, không thể để bà ấy hưởng trọn được. Vậy ông tính làm sao? Kiện lên quan phủ à? Nói đinh nhân ông là bà con của trưởng quầy, gia sản của Hồ Xuân Đường ông có phần chia sao? Tôi... thôi bỏ đi. Mà ấy cho Ngô Minh quản, không có bớt lương của ông, cũng không kêu ông phải nghỉ việc, chỉ có thêm một người thôi. Ông nghĩ thoáng thật đó. Ngô Minh cái gì? Hắn vốn là tên ăn mày không rõ lai lịch. Khoan khoan, đinh nhân, ông không muốn làm cho Hồ Xuân Đường nữa, đó là chuyện của ông. Ông có bực tức gì trút lên đầu người khác đi. Còn tên đại phu như tôi làm ở đây được thỏa mãn rồi. Tôi không muốn phải cuốn gối ra đi đâu. Nè nè ông. Cửu lão gia, ông ở trong phòng này. Chỗ này quá xa xỉ, e rằng không hợp lắm đâu. Cửu lão gia, chỗ này trước kia do lão trưởng quầy ở. Ông là trưởng bối của tiểu thư nhà tôi, ông ở đây thích hợp nhất rồi. Ngân hạnh cô nương, cô biết đó, đây chỉ là thân, thân phận tạm thời đối với người khác thôi. Nhưng trước tiên chúng ta phải làm quen với nó mới được. Nếu bị người ta phát hiện, ông và tiểu thư chúng tôi hoàn toàn không có quan hệ gì, như vậy sẽ rất nguy. Phải phải. Cửu lão gia, tôi kể cho ông nghe về tình hình của Ngô gia, ông phải nhớ kỹ nha, đừng bao giờ quên đó. Không, tôi không quên được. Tôi... ông sao vậy? Chẳng lẽ mới đây ông đã quên rồi sao? Không, tôi chỉ cảm thấy kỳ lạ thôi. Những gì cô vừa nói tôi đều nhớ rất rõ, chứng tỏ trí nhớ của tôi không kém. Nhưng tại sao đối với chuyện quá khứ tôi hoàn toàn không nhớ gì hết? Cửu lão gia, tôi tin chắc ông bị một cú sốc, nhưng mà không sao đâu. Khoảng thời gian sau này ông sẽ nhớ lại thôi mà. Tôi tin không cần bao lâu ông sẽ nhớ lại tất cả mọi chuyện. Hy vọng là vậy. Tôi thật không ngờ muốn biết bản thân mình là ai lại trở thành yêu cầu xa xỉ. Hắn yên tâm ở lại rồi sao? Đúng như vậy, hoàn toàn không có nghi ngờ. Cô xác định hắn không nhận ra cô chứ? Tôi có thể xác định. Cô dám chắc như vậy sao? Dòng ưu tán của sư phụ tôi xưa nay chưa từng thất bại. Như vậy có nghĩa là hắn sẽ không còn nhớ lại chuyện ngày xưa nữa. Chuyện đó chưa chắc,
Những chuyện đó bị hắn giấu trong sâu nhất của trí nhớ. Nếu không có kích thích mãnh liệt, sẽ không thể đánh thức hắn. Có nghĩa là hắn vẫn sẽ nhớ lại chuyện xưa. Đúng vậy. Nhưng bao nhiêu đó thời gian đã đủ. Chỉ cần hắn ở lại Hồ Xuân Đường, sẽ không ai tìm được hắn đâu. Cửu lão gia, ông dậy rồi sao? Thiết Đán, cậu đừng gọi tôi như vậy có được không? Không gọi như vậy đâu có được. Ông là cửu thúc của trưởng quầy, chúng tôi phải xưng hô như vậy thôi. Thiết Đán, sao cậu nhìn chằm chằm tôi vậy? Tôi cứ nghe nói người phải sửa soạn, Phật phải giác vàng. Bây giờ cho thấy hoàn toàn không sai. Cửu lão gia thay bộ đồ này vào y như là ông viên ngoại vậy. Tôi cảm thấy tôi mặc lên người không được thoải mái cho lắm. Chuyện đó đương nhiên rồi. E rằng xưa nay ông chưa từng ăn mặc sang như vậy. Có đúng không cửu lão gia của tôi? Đinh đại gia hay nói đùa lắm. Đinh đại gia, chắc là ông đang nói đùa có phải không? Tôi không nói đùa, tôi chỉ đang xem người ta làm trò thôi. Chứng phòng tiên sinh, tuy tôi không xứng với bộ đồ này, nhưng cũng không đến nỗi phải bị người ta chê cười như vậy. Hy vọng chứng phòng tiên sinh tự trọng. Bọn tưởng ông là cửu gia gì đó sao? Người khác có lẽ không biết, còn đinh nhân này tôi nhớ rất rõ. Lúc ông về đến Hồ Xuân Đường, rõ ràng là tên ăn mày nghèo mất hết trí nhớ. Ông tưởng ông giàu sang thật sao? Đinh đại gia, ông nói ít vài câu có được không? Ai cấm tôi nói được? Hồ Xuân Đường đang tốt lành, khi không lại xuất hiện một cửu lão gia không rõ lai lịch. Ông đến đây ăn chầu ăn trực hay đến chia tài sản Hồ Xuân Đường vậy? Với chuyện ông không rõ lai lịch, tôi có thể kỳ ông lên quan phủ. Đinh nhân, ông dám? Trưởng quầy, trưởng quầy, tôi Ngân Hạnh, chuyện này là sao đây? Chẳng lẽ cô không phổ biến cho mọi người nghe sao? Tôi đã nói rồi, tôi nói cửu lão gia là thúc thúc cho nhà ngoại cô phải đến giúp đỡ cô. Trên đường đi gặp bọn cướp, bị cướp hết tài sản, cho nên bị cú sốc, đã quên mất mình là ai. Giả lại đã 10 năm tiểu thư không gặp ông ấy rồi, không nhận ra cũng dễ hiểu thôi. Đinh nhân, tôi đã nói rõ ràng rồi. Có phải ông cố tình muốn hại tôi bị trưởng quầy la rầy không? Không không, không phải. Ngân Hạnh cô nương, cô hiểu lầm rồi. Cô thật sự nói rất rõ. Chẳng qua tôi, Đinh Chứng Phòng không có ác ý, chẳng qua không quen đối với chuyện tôi xuất hiện ở Hồ Xuân Đường thôi. Tuệ nương, con đừng trách ông ấy. Đúng vậy đúng vậy. Trưởng quầy, tôi không thể chế ngự miệng của tôi thôi, chứ tôi không có ác ý gì hết. Cửu thúc, thật khó xử cho thúc. Không sao không sao. Đinh nhân, trưởng quầy, tôi biết ông là người cũ của Hồ Xuân Đường, nhưng mà tôi mới là người kế thừa duy nhất của lão trưởng quầy. Nếu như ông ấy đã giao Hồ Xuân Đường này cho tôi, thì nên do tôi làm chủ. Tôi mang gia tài của Hồ Xuân Đường chia cho cửu thúc cũng được, hay quy cho bá tánh nghèo khó cũng được, đều do một mình tôi quyết định. Ông có hiểu không? Phải phải, do trưởng quầy quyết định. Hồ Xuân Đường không thể thiếu trưởng phòng quản sổ sách, nhưng cũng không phải nhất định có đinh nhân ông ấy được. Nếu sau này ông cố gắng làm việc cho tốt, không bàn ra bàn vô, không chừng sau này tôi sẽ chia một phần gia tài cho ông. Nếu như ông vẫn không thể quản được miệng của mình, ông đừng trách tôi không nể mặt. Lập tức đuổi ông đi khỏi đây. Dạ dạ, trưởng quầy, tôi không tái phạm nữa. Tôi không tái phạm nữa. Cửu thúc, theo tôi vào trong phòng nói vài câu. Đinh nhân, tôi hiểu quá rõ về tình hình trưởng quầy rồi. Bà ấy nói được làm được. Ông đừng vì nhất thời vui miệng mà đánh mất chén cơm của mình nha. Dạ dạ dạ, đa tạ Ngân Hạnh cô nương chiếu cố. Thiết Đán, cậu cười cái gì?
Đinh đại gia, phản ứng của ông có phải như câu nói nam tử hán đại trượng phu có sức chịu đựng không? Mau đi đi đi, tên tiểu tử thúi, người muốn ăn đòn sao? Ta vẫn không tin ngươi là cửu lão gia gì đó. Các người lui ra ngoài đi. Rõ. Tôi không ngờ cuối cùng lại gây rắc rối cho cô. Không, đây là chuyện tôi đoán trước được. Bản tánh của Đinh Nhân vốn là như vậy, hay ganh tị người khác. Nhưng mà tôi có thể thừa cơ hội này cho mọi người trong hội Xuân Đường biết thân phận cửu lão gia của ông là hàng thật giá thật. Đối với những gì tôi sắp xếp sau này sẽ có lợi hơn. Sắp xếp gì vậy? Tôi muốn cho ông bắt đầu thật sự đứng ra quản lý hội Xuân Đường. Như vậy không ổn đâu. Có gì mà không ổn? Ông cũng thấy rồi, tình hình hiện nay của tôi, phải đối mặt với một gia nghiệp lớn như hội Xuân Đường vậy, tôi thật sự cần có người giúp đỡ. Tiên sinh, trước khi ông hồi phục trí nhớ cũng không có chỗ nào để đi, sao chúng ta không nghiêm túc hơn xem hội Xuân Đường như một gia đình, tiếp tục duy trì nó vậy? Trưởng quầy, tôi nghe tôi nói hết đã. Dạ, trưởng quầy cứ việc nói. Bên nhà ngoại tôi là gia đình buôn bán thuốc bắc. Hồi lão trưởng quầy còn sống là bạn thân của cha tôi, và cũng là người cộng tác làm ăn. Mẹ tôi qua đời sớm, tôi cũng không có huynh đệ tỷ muội. Cha tôi càng không may mắc chứng nan y. Cho nên trước lúc ông ấy qua đời đã gả tôi cho lão trưởng quầy làm vợ. Tuy là tuổi tác chênh lệch, nhưng hy vọng có người chăm sóc tôi. Chỉ tiếc là cả đời tuệ nương tôi đã định không nơi để nương tựa. Tôi chỉ biết cam chịu số phận thôi. Tôi không có con cái, cũng đã không quyết tái giá. Chỉ hy vọng có thể kế thừa ngành buôn bán thuốc của hai bên gia đình. Nhưng mà tiên sinh biết đó, chỉ nhờ vào cô gái yếu mềm như tôi sao có thể làm được. Cho nên tuy tôi đây cũng không biết thân phận thật sự của ông là ai, nhưng tôi có thể cảm nhận được ông là một người tốt. Giả lại ông có đủ khả năng giúp đỡ tôi. Cho nên tôi hy vọng tiên sinh, ít ra ngay trước khi hồi phục trí nhớ, có thể xem tôi đây như cháu ruột của ông vậy. Ông hãy coi như giúp cháu gái ruột của mình đi, mà giúp tôi hoàn thành tâm nguyện duy nhất này. Ông có thể không? Tôi không biết trong thân phận thật của tôi có cháu gái hay không. Nếu như có, tôi cũng rất hy vọng cháu tôi có thể giống cô vậy, từ bi, hiền lành. Được, tôi đồng ý. Tôi đồng ý giúp cô hoàn thành tâm nguyện này. Cửu thúc, đứng dậy, cô mau đứng dậy đi. Ngân hạnh khấu kiến cửu lão gia. Được, được, cô cũng mau đứng dậy đi. Tạ cửu lão gia. Xem ra ba chúng ta cũng không thể đi chỗ khác được. Nếu vậy chi bằng chúng ta xem hội Xuân Đường như là nhà của mình vậy.
Thiệt đáng. Cửu lão gia vẫn chưa nghỉ ngơi sao? Tôi chưa thấy buồn ngủ, cho nên đi ra ngoài này. Cậu chưa nghỉ sao? Tôi lấy thùng nước mang về phòng lau mình. Cửu lão gia, có chuyện gì giao tôi làm sao? Không có, cậu cứ tự nhiên đi. Cửu lão gia, vậy tôi xin phép nha. Thật ra mình là ai? Chẳng lẽ mình thật sự không có bà con bạn bè gì sao? Mình đến đây bằng cách nào? Tại sao không ai đến tìm mình hết? Thôi bỏ đi, tạm thời cứ ở lại đây trước.